Chào thầy và các bạn, mình là Quang Đồng Chí, thành viên của nhóm RFID nhóm 11 ha. Thì sau đây mình xin giới thiệu về đề tài của nhóm mình là dùng công nghệ RFID để quản lý giao nhận phòng trong khách sạn. Về tổng quan về cơ chế hoạt động của đề tài thì trên đây là sơ đồ khối toàn mạch, sơ đồ nguyên lý toàn mạch. Tổng quan về cơ chế hoạt động của đề tài khi khách hàng đến nhận phòng, sẽ được có một thẻ từ RFID với mã số phòng tương thích, và được quét qua đầu độc. Nếu mà thẻ là hợp lệ thì led xanh sẽ báo lên, và ngược lại nếu thẻ không hợp lệ thì sẽ qua đầu độc và led đỏ sẽ báo lên. Khi quét thẻ hợp lệ để nhận phòng thì chúng ta sẽ tiến hành xác minh thông tin khách hàng qua một giao diện ứng dụng trên máy tính. Mọi thông tin khách hàng sẽ được cập nhật trên database, và sau đây là cái kết nối phần cứng. Thì để đơn giản công việc thì nhóm mình đã kết nối sẵn và có lưu lại hình ảnh. Thì trong quá trình thực hiện có một số trục trặc về kỹ thuật ha. Để thiết kế cái sơ đồ khối này thì cái sơ đồ nguyên lý thì mình dùng phần mềm FreeSync. Thì đây là giao diện chung của phần. Khi các bạn gõ từ khóa FreeSync và tải phần mềm về cài đặt, cũng như là sử dụng giao diện chính breadboard, thì một diện tích board, còn bên đây là các phần tử mình hay sử dụng. Chẳng hạn như chúng ta tìm cái mạch Arduino. Thì chúng ta chỉ việc vào trong thư viện và lấy ra để tiết kiệm thời gian, nhưng mình đã vẽ sẵn từ sơ đồ kết nối như hình. Thì mình sẽ giải thích một chút. Đây là hai led, led báo led xanh báo nhận thẻ hợp lệ, và led đỏ báo thẻ không hợp lệ. Còn đây là đầu độc RFID RC522. Đây là module Arduino. Hai chân ground của hai led được nối chung, còn dây màu tím này sẽ được nối đến pin pin số 8 của module Arduino. Còn dây màu tím này của led đỏ được nối đến pin 7 của Arduino. Còn lại về đầu độc RFID RC522 thì được kết nối theo được có 8 chân được kết nối là VCC, nối nguồn 3,3V của module Arduino. Tiếp theo là chân reset màu nâu pin pin chính. Ground tương tự, ground là dây màu đen. Chân MISO màu vàng nối đến pin 12 của Arduino. MOSI sẽ được là dây màu cam được nối đến pin 11. Rồi xung clock là dây màu xanh nối đến pin 13 của Arduino. Và chân NSS xanh lá được nối pin 10. Thì vừa rồi là kết nối chung của phần cứng, thì cũng khá đơn giản. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến viết chương trình cho phần cứng, cũng như là viết giao diện để thu thập thông tin của khách hàng.
Chào thầy và các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ đến với phần code của vi điều khiển. Thì ở đây chúng mình sử dụng vi điều khiển là Arduino Uno. Thì ở phần này thì ở đây là phần code của nó. Thì như các bạn đã thấy thì mình đã chú thích sẵn phần code, nơi code cho các bạn. Khi mà các bạn đọc vô các bạn có thể dễ dàng hình dung được. Thì đầu tiên chúng mình sẽ khai báo thư viện cho chuẩn giao tiếp FBI và module RFID MFRC522. Rồi tiếp theo mình sẽ khai báo các chân để dùng để kết nối với phần cứng. Rồi mình sẽ khai báo hai biến unsigned long để là sẽ là biến đọc và biến ghi mã thẻ truyền dẫn. Rồi mình sẽ khai báo một biến số phòng để có thể quy đổi mã thẻ thành số phòng trong khách sạn để mình có thể dễ dàng sử dụng. Rồi vào chương trình setup thì ở đây mình sẽ khởi tạo cổng con và khởi tạo chuẩn giao tiếp FBI và tiếp theo sẽ sử dụng khởi tạo sử dụng RFID để mình có thể sử dụng RFID và khởi tạo hai chân là chân write và chân wrong, là khi mà mình tra thẻ thì đúng cái số thẻ mà mình đã quy định rồi thì nó hiện lên đèn sáng, còn như sai thì nó sẽ là hiện cái đèn warning thông báo là sai. Rồi ở đây tiếp theo mình sẽ dùng lệnh sử dụng lệnh if để có thể kiểm tra thẻ mới. Nếu như là thẻ mới thì mình có thể tiếp tục đọc và mã thẻ, và nếu như không thì không cần đọc nữa. Rồi mình sẽ sử dụng dòng lệnh for để đọc. Thì ở đây mình dùng lệnh for để nó thể đọc đủ được cái số mà cái size của cái mã thẻ RFID, nó thể đọc đủ cái số của nó. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng so sánh là mình đã đặt trước cái giá trị cái thẻ RFID mình quy định sẵn. Thì ở đây mình có quy định là cái số thẻ RFID sẽ vào phòng 101, 102, 103 và 104. Khi mà mình tra đúng cái số thẻ thì mình sẽ có được số phòng, và khi đó cái đèn right nó sẽ sáng, đèn thông báo đúng sẽ sáng và đèn thông báo sai sẽ tắt. Còn nếu như không, mình tra thẻ mà mình chưa có quy định trước thì cái đèn sai thông báo sai sẽ sáng và đèn thông báo đúng sẽ tắt. Rồi sau khi xong thì mình sẽ sử dụng cái lệnh serial print số phòng để mình có thể truyền cái mã phòng này ra cổng com để truyền lên cái giao diện mà BVT của mình đã thiết lập trước. Rồi sau khi xong thì mình sẽ khai báo hai lệnh này để có thể kết thúc test cũ với RFID và quay lại từ đầu. Thì phần đến mình của đến đây kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Thì tiếp theo xin mời bạn Việt tiếp tục. Chào thầy và các bạn. Thì sau khi đã làm phần cứng cũng như là đã thực hiện code ở Arduino để đọc được dữ liệu thẻ RFID và gửi dữ liệu lên cổng cơm để xử lý trên máy tính, thì tiếp theo tụi em sẽ mới viết một cái app để nhận dữ liệu từ cổng cơm và xử lý dữ liệu người dùng để thực hiện đề tài của nhóm mình. Thì như trên màn hình là phần mềm QT Designer để thiết kế app Windows bằng ngôn ngữ Python. Thì hiện tại chúng ta đang thiết kế một cái giao diện. Đây là màn hình main, màn hình chính để chọn các thao tác khi mà sử dụng app. Đầu tiên check in là để người khách hàng check in đặt phòng. Nút nhấn get information là để xem thông tin của khách hàng đó khi mà mình nhặt được một chiếc thẻ nào đó là của khách hàng làm rơi, hoặc là họ muốn kiểm tra lại thông tin của họ thì họ liên hệ mình sẽ có thể kiểm tra thông tin. Check out để thanh toán và kết thúc cái hoạt động quản lý khách sạn bên trên chiếc thẻ đó. Những cái thông tin khách hàng sẽ được xóa. List of all guests đó là danh sách của khách hàng và những cái thông tin cụ thể của họ để chúng ta tiện quản lý và thoát khỏi cái màn hình main này là exit. Rồi khi chúng ta chọn vào check in thì thao tác sẽ chạy tới màn hình check in. Đây là màn hình check in. Thì người dùng khi mà chúng ta quét thẻ thì ID của thẻ nó sẽ nhập lên đây. ID này tụi mình đã quy ước thành số phòng. Và nhấn lít OK để lưu thẻ vào. Tiếp theo là họ tên của người khách hàng cũng lưu vào. Số điện thoại cũng sẽ lưu vào. Số ngày ở thì cũng lưu vào. Tiếp theo là cái
À, bảng mục chọn phía dưới là họ chọn loại phòng như thế nào. À, có các loại như Super, Deluxe, General hoặc là John. Rồi thức ăn cho bữa sáng, các bữa ăn trong ngày, thức uống kèm theo, và họ sẽ thanh toán bằng tiền mặt hay là các loại thẻ. Sau đó tích chọn thì nó sẽ lưu tất cả thông tin vào một cái database. Rồi đó là ở tab check-in, thì khi xong chúng ta sẽ tắt cái tab này đi. Rồi nếu như trong đã lưu được một vài khách hàng ở trong database rồi, thì khi chúng ta muốn kiểm tra bất kỳ một cái thẻ nào đó lưu nội dung khách hàng như thế nào bên trong, thì chúng ta chọn tác vụ Get Information, thì nó sẽ vào cái tab Get Information. Thì các bạn cũng quét cái thẻ đó vào, nó sẽ hiện cái ID thẻ ở đây, và tích chọn thì nó sẽ hiển thị thông tin của người dùng ở đây. Tiếp theo là tab Check Out là thanh toán, thì khi click vào nó sẽ nhảy ở tới mục thanh toán đây. Thì khi chúng ta quét thẻ vào, nó cũng sẽ hiện mã thẻ ở đây, và click thì sẽ thanh toán. Tiếp theo nữa là cái mình chúng ta sẽ thêm xem xét được, quản lý được tất cả các danh sách khách hàng ở cái, nó sẽ nhảy vào tab này, và tất cả những cái thông tin của khách hàng nó sẽ hiển thị ở cái table view ở đây. Rồi đó là phần giao diện. Khi các bạn save và lưu thì nó sẽ tạo ra một cái file .ui. Rồi công việc tiếp theo là các bạn sẽ vào PyCharm hoặc bất kỳ phần mềm nào đó chúng ta dùng để lập trình Python. Chúng ta vào terminal và gõ dòng lệnh BIUIC5, cứ cú pháp lệnh để chuyển cái file UI thành file Python. Đây mình đã chuyển tất cả các file UI thành file Python, thì chúng ta sẽ được 5 file Python tương ứng với lại 5 file UI vừa rồi. Thì ở file main chúng ta bắt đầu code, chúng ta có những hàm con để gọi những cái, khi mà click thì sẽ gọi đến những cái cửa sổ vừa rồi. Đây thao tác nhấn. Nếu như ở cái tab Get Info, cái nút Connect được nhấn thì nó sẽ đưa tới cái bảng Window Get Info. Tương tự như vậy. Thì cái tab Main chỉ là tab có 5 cái nút nhấn, 6 cái nút nhấn để chọn những cái tác vụ thôi. 5 cái nút nhấn để chọn cái tác vụ. Rồi ở cái tab Check-in thì khi chúng ta thao tác bất kỳ cái nội dung nào thì sẽ được xử lý và lưu vào. Đầu tiên là read RFID, read RFID từ cổng COM 3 và lưu vào database, cũng như là lưu các thông tin mà chúng ta đã nhập vào database. Và sau đó là nếu xong thì chúng ta sẽ tắt và kết thúc cái tệp check-in. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra thông tin bằng cách nhận thông tin thẻ từ COM 3 và kiểm tra thông tin bằng các cú pháp lệnh cũng như là các lệnh thực hiện cái nội dung này. Rồi sau đó là kiểm tra thông tin thì sẽ hiện ra bảng table, và thanh toán thì cũng sẽ tương tự như vậy, nhận thông tin thẻ và thanh toán. Vâng, chào thầy và các bạn, thì đây sẽ là video demo đề tài cuối kỳ của nhóm mình. Rồi đây là màn hình chính khi chúng ta chọn vào mục check-in. Rồi ta bỏ chiếc thẻ vào. Rồi thì bây giờ nó đã có mã phòng. Rồi chúng ta lưu lại. Sau đó chúng ta nhập tên, họ và tên của người dùng. Đây là mình demo, mình làm ví dụ. Rồi tên đã được lưu lại. Tiếp theo là số điện thoại. Rồi ta sẽ lưu lại. Và ngày số ngày ở sẽ, mình ví dụ như mình ở 4 ngày. Rồi chọn loại phòng, chọn thức ăn, chọn nước uống và thanh toán, hình thức thanh toán, và chúng ta bấm lưu lại. Rồi vậy là chúng ta đã có thông tin khách hàng lưu là làm thủ tục check in nhận phòng. Rồi ví dụ như chúng ta muốn xem thông tin của khách hàng đó, đây chúng ta muốn xem thông tin của khách hàng này. Rồi đây là mã phòng, và ở mã phòng này chúng ta sẽ có thông tin là, rồi ví dụ như chúng ta muốn xem khách hàng khác, thì ở đây là những, đây là một cái thẻ không
không sử dụng được nên nó sẽ không có thay đổi gì về cái phần mã. Rồi, nó sẽ coi danh sách những người đã đang ở phòng này. Đây. Đây là chỉ có một mình cái thông tin của mình thôi. Và thủ tục thanh toán thì chúng ta sẽ mở chọn vào và sử dụng ID phòng và thanh toán.